mình tuần sau có kỳ thi đấu chạy tiếp sức với lớp 5B. Thầy sẽ chọn tổ 1 là bạn của Xuân Hào để tham gia chạy tiếp sức với lớp 5B. Vì thầy thấy tổ 1 là tổ rất là vận động. Dạ vâng thầy. Hả? Thầy ơi, thôi. Thầy đừng có chọn tổ em, thầy chọn tổ khác đi thầy. Thầy cũng biết tụi em không có chơi thể thao được mà. Em khỏi đi cũng biết tụi em thua rồi đó thầy. Nè, các em thấy cô bán hàng rong ngoài cổng trường không? Cổ bằng tuổi thầy á, nhưng mà lúc nhỏ cô không chịu vận động nên bây giờ lúc nào cũng đau lưng mỏi gối tê tai. Còn thầy á, trẻ, khỏe, năng động nè. Sao? Các em muốn trở thành ai nào? Thôi, nhưng mà em chạy không có nổi đâu thầy ơi. Có câu ngoài sắt, có ngày nên kim. Bắt đầu từ giờ trở đi, các em phải chăm chỉ luyện tập để có sức tham gia giải chạy. Bây giờ thầy có tiết chạy ở lớp kế bên rồi. Chào các em nhé. Ê mà Huy, tôi ghét nhất là cái môn chạy bộ á. Mà nhìn tướng tôi nè, gió thổi tôi cũng bay nữa. Lấy sức đâu mà chạy không biết nữa. Còn tướng tôi vậy nè, chạy được 10 mét là thở không nổi rồi. Ở đó mà chạy tiếp sức. Mà hả, tôi nghe nói nha, chạy tiếp sức là chạy 500 mét lận á. Ôi là trời. Thôi, các cậu đừng than thở nữa. Không thử làm sao biết mình có chạy được hay không. Sáng ngày mai đúng 5 giờ, các cậu phải có mặt tại bãi đất trống đó nha. Bạn nào mà đi trễ hoặc là vắng mặt, tớ sẽ báo cáo lại cho thầy Nam đó. Tôi tớ biết rồi. Mình hẹn các cậu ấy 5 giờ, mà bây giờ gần 6 giờ chưa thấy ai tới vậy ta? Có khi nào ba cậu ấy ngủ quên ở nhà rồi không tới không nhỉ? Xuân Hào ơi, bọn ta tới rồi, tới rồi nè. Tới rồi. Hẹn các cậu 5 giờ mà bây giờ 6 giờ các cậu mới tới. Đúng là không có tinh thần vận động gì hết. Nếu như mà không có tinh thần thì tớ ra nhà ngủ rồi, còn gì phải chạy ra đây. Đúng không hai cậu? Đúng rồi đó. Su Hà đã nói thế rồi, ngày mai tụi mình ở nhà ngủ hết đi, đừng ra. Mà nhà ngủ khỏi ra nha. Thôi, tớ xin các cậu. Bây giờ tụi mình khởi động để chuẩn bị luyện tập đi. Mới sáng sớm đi ra đây, tớ chưa kịp ăn uống gì hết trơn á. Chả có miếng năng lượng nào thì làm sao mà luyện tập hết Su Hà. Biết ngay kiểu gì các cậu cũng đòi hỏi tớ mà. Bởi vậy, tớ đã chuẩn bị ở đây sữa cun sô-cô-la lô mạch, giúp các cậu bổ sung năng lượng và cao lớn hơn mỗi ngày. Nhờ có công thức cao lớn, vitamin K2, canxi và vitamin D3 có trong sữa cun đó. Wow, sao đẻo quá vậy? Công nhận cậu tâm lý ghê Xu Hào. Này cảm ơn, của cậu nè. Cảm ơn Xu Hào. Đây, của cậu nè. Cảm ơn cậu nha. Của cậu này Linh Nhi. Ê Xu Hào, cậu có sữa trái cây không? Linh Nhi thích vị đó, vị chua chua, ngọt ngọt, lại có công thức 5 sao giúp tăng cường sức đề kháng nữa. Hẹn cho cậu á, tự mang dư một lốc sữa trái cây đây nè. Wow, công nhận Xu Hào chu đáo ghê. Tớ xin nha, trái này là cho cậu nè. Ây, để tớ khui sữa trái cây nha. Làm một hơi nè. Wow, công nhận sữa trái cây này ngon ghê Xu Hào. Chua chua, ngọt ngọt, vị rất là thanh luôn nha. Thế gì vậy ta? Trời ơi, các cậu ơi, thẻ quà của anh mới nè. Dễ hết hồn vậy trời. Bà Nhi nói là tôi hết hồn luôn á. Các cậu xem nè, chương trình đổi quà mới của Quân hấp dẫn lắm luôn á nha. Xem nè, xem nè. Đâu. Đây, để tôi đọc cho hai bạn nghe nha. 24 thẻ đổi một quạt cầm tay Quân, 36 thẻ đổi một ba lô hoodie Quân, 40 thẻ đổi một bóng phản quang Quân luôn nè. Đâu, tôi mượn coi. Tưởng các cậu biết rồi chứ, Quân đang có chương trình mới từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8. Xanh thẻ trong mỗi lốc sữa Quân 110, 180 hoặc là dạng chai 90ml để đổi các phần quà các cậu vừa nói đó. Vậy hả Xuân Hào, giờ Linh Nhi mới biết á. Chưa hết đâu, nếu các cậu may mắn á, săn được thẻ siêu vận động á, thì sẽ đổi được một đôi giày trượt patin cool nè. Wow. Còn nếu mà siêu may mắn săn được thẻ đặc biệt á, thì sẽ đổi được một chiếc iPad Gen 9 đó nha. Wow, hấp dẫn ghê. Lần này cool tặng quà khủng quá vậy. Thẻ trong tay tớ là của tớ nha. Cậu quên đi nha Vy, thẻ này là của tớ. Hồi nãy tớ phóng ra được cái thẻ này thì cuối này là của tớ đúng không? Nhưng mà hả Xuân Hào cho cậu lốc sữa rồi. Tất nhiên thẻ này phải là của tớ. Mình là người nhỏ nhất là của mình. Không, của mình, đưa đây. Thôi, các cậu đừng giành nhau nữa. Thẻ quà cool tớ đã sưu tập đủ hết rồi nè. Hả? Tớ mẹ. Thiệt vậy hả? Ừ. Xu Hào ơi, tớ bị chói mắt quá, chói quá. Ủa sao vậy? Tại vì người cậu tỏ ra hào quang như nhân vật chính vậy đó. Cậu có thể nào chị tớ một món quà được không? Trời ơi. Coi bà Nhi kìa. Bà nên dễ sợ à. Ờ. Rồi. Xuống hạ. Cho tớ. Đâu ra mà cho các cậu dễ vậy. Tớ phải vận động và uống sữa cun mỗi ngày mới có được đó.
các cậu phải thắng được cuộc thi chạy bộ thì tớ mới tặng cho các cậu được. Ê Xu Hào, cậu nói lời là phải giữ lấy lời đó nha. Bọn tớ mà thắng được cuộc thi chạy bộ này là cậu phải cho toàn tớ đó. Ê Vi, đứng lên luyện tập đi. Đi đi đi, 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 đi. Tất cả mọi người vào vị trí. Tập hợp mọi người ơi. Số 1. Có. Số 2. Có. Số 3. Có. Khởi động, quay tay. Ngược lại. Rồi, xoay khắp đầu gối nào. Hai cổ tay. Chạy bước nhỏ. Nâng cao đùi. Gót chạm mông. Bây giờ tớ sẽ cho các cậu chạy cự ly 100m. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Ừ, thì sẵn sàng. Lơ mấy đứa. Sẵn sàng, sẵn sàng. Tất cả vào vị trí. Chuẩn bị. Sẵn sàng, chạy. Vận tốc của các cậu chậm quá, chưa đạt. Hả? Bọn tớ chạy mệt ơi là mệt. Vậy mà cậu kêu chưa đạt hả? Tớ thấy phải là nhanh rồi đó Xu Hào. Cậu giỏi, cậu chạy đi. À. Thì tiếp sức, các cậu phải chạy thật nhanh để truyền cơ cho đồng đội. Chứ chạy chậm như thế này làm sao được. Để tớ biểu diễn cho các cậu xem nè. Có ngon thì cậu chạy đi. Để tớ bấm giờ cho. Xu Hào, cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu. Hả? Tốc độ của Xu Hào chỉ có 10 giây thôi. Thật là đáng kinh ngạc. Đó, bởi vậy các cậu phải luyện tập để đạt được tốc độ giống tớ mới thắng được cuộc thi tiếp sức chứ. Ừ, bọn tớ biết rồi. Bởi vậy, các cậu phải chạy quanh cái sân này 3 vòng cho tớ. Con lệnh sếp. Chạy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chạy thi tiếp sức nha. Tớ sẽ phát cho các cậu hộp sữa cool này và người đầu tiên sẽ truyền cho người kế tiếp nha. Bây giờ Linh Nhi sẽ là người thứ nhất cầm hộp sữa, truyền cho gấu bự là người thứ hai nè và người cuối cùng là Vi nha. Rồi Linh Nhi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi chạy nào, bắt đầu. Rồi gấu người thứ hai nè và Vi là người cuối cùng nha. Nè. Sữa ngon ghê luôn á, tớ uống sữa sô-cô-la lúc mạnh nhất luôn á. Sữa này cũng ngon nè, vị dâu sữa chua chua á. Ừ, mè má không, má không. Công nhận quạt của Xu Hào đẹp ha. Mát ghê luôn á. Hôm nay luyện tập chạy tiếp sức, các cậu thấy thế nào? À, lúc đầu thì Linh Nhi thấy mệt ơi là mệt luôn Xu Hào. Nhưng mà bây giờ khỏe là khỏe luôn nè. Ừ, tớ cũng thấy vậy á. Bởi vậy, các cậu phải vận động 60 phút mỗi ngày nha. Ừ, bọn tớ biết rồi. À, bây giờ trời nắng rồi nè, mình đi về đi. À, đi về đi các cậu ơi.